Hello, hôm nay hai ba con đi chơi nhà băng ha, nhà băng ngả trên sông bay nha, lên tầm ba bà bốn nói rằng có ba chữ rất là mừng với nhà băng. Nhà băng rồi nhà băng, nhà băng là ngân hàng á. Còn nhà banh là của cái nhà tặng banh không? Được, đi tới mua vé nè. Kiếm 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 chơi đâu ta, kiếm kiếm chưa biết chỗ chơi bên đây đó, bán vé nè, bán vé nè mọi người, thích kẹt không có gì hết. No. Ôi, mọi người coi nhẹ, có bên có cái clip mà mọi người thấy thấy tay mình đúng không, thấy coi clip nè. Wow, ơi mát lạnh luôn á mọi người. Ui. Hay đó. Wow, mọi người thấy chưa, khu này là như vậy đó, đó hay chưa đó. Ui. Hẻm nè, hẻm đi vô nè, hẻm từ trên nó xuống đây đây không không có xe à, hay tại Việt Nam nè. À hay à. Hello, hẻm cô tuyết cắm giờ dừng. À mọi người thấy chưa, chụp tấm hình đi, chụp tấm hình đi, đây 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 chụp tấm hình đây, chỗ này cấm dựa này, mình dựa đi. Có cắm dựa nha mọi người, mà mình tự mình dựa. À, cho Thành này. Cảm ơn. Kinh. À, ra đây đổi giày nha mọi người. Phải quay khu đổi giày cho ta thấy cái chữ đổi giày nè. Đó, khu đổi giày. Mọi người thấy chữ đổi giày không? Đổi giày ấn mạnh luôn. Ô, con là bé gấu hồi nãy. Rồi. Đổi giày dạ. Nha, đưa vào tay nha. Đây nha mọi người. Đây mọi người. Mọi người wow, trời ghế chụp ba đôi giày chứ đi. Dạ. Trời, ba người có giày nè, khổng lồ luôn. Cái giày này vừa em chắc ngủng quá. Ờ vừa nè. Ờ vừa à? Ba vừa luôn nè. Chắc anh chưa biết, xem thử anh. Em coi có vừa không nha mọi người. Chứ mình nghĩ là không vừa đó. Chắc vừa đó, đều rộng. Không vừa. Vừa không? Điều anh chật lại. Chật hả? Không, như cô Du phải ngồi. Không, chật thì đổi. Chật. Hả? Đó. Chật thì đổi. Rồi nè. Mọi người, nhìn giày nè mọi người. Chật đổi đi. Đi dạ, nó hơi dính dính nha mọi người. Nhìn giày. Để lầy vào đây, dép vào đây. Hả? Để mình để dép vào đây. Em đeo giống Phú Thành nè. Ờ, à, gần đó luôn rồi. Mang đi chả. Mang đi chảy. Đó, em bùi giày nè. Bùi giày. Chịu quá rồi, chị giày. Cái này của con nó muốn xuất rồi. Không, nó dính á, không xuất được đâu. Đi. À đây hả? Ô, con áo khoác, có khoác nha, bên trong ha. Đây đây đây. Dính quá à. Đưa đưa chú dán lại, hoặc dán lại ra. Rồi. Ở đây khá là lạnh nha mọi người, rất là lạnh luôn là đằng khác. Ờ, chút nữa ra. Chắc lát mình ra. Ok. Ở cái giày to, đúng to luôn mọi người. Đây mọi người thấy nó xanh dương nha mọi người, xanh lá nha mọi người. Ra bên trong, mình lấy áo luôn. Đưa lên. Ok.
Ok, bây giờ mình vô lấy áo nha mọi người. Đây, bữa tàn đây. Wow, đang trái lửa quá rồi. Đó. Máy. Quay đi, chỗ đẹp thì không quay đi. Wow. Đó. Ôi, mọi người nghe tiếng nhạc không? Quay từ từ, bây giờ quay lửa tàn chứ nè. Bây giờ mình đi vô nè, đi vô mình lấy áo nè, đổi áo, mặc áo nè. Đây là đổi áo nha mọi người, thay đồ. Chờ xíu à. Cho cái áo to hơn nè. Áo này bé rồi. Có giờ chưa luôn nè. Mọi người nhìn mình nè mọi người, thấy không? Lạnh. Lạnh quá. Ở đây rất là, đây là rất là lạnh nha mọi người. À, đưa cô quay đi. Ôi, con quay được kìa, thích quay hơn. Mọi người coi dưới kìa. Đi thăm quan. Xe xe tuyết. Hello. Tuyết à, như này à. Ủa. Nếu chủ yếu là thích chơi này nè, trượt này nè. Thôi cái trượt cà phê lắm á. Ây da. Rất thiệt nha. Rất thiệt nha mọi người. Đẹp ha. Đẹp. Rồi, mọi người coi nè. Cây cây đào, cây ghế nè. Nhưng mà quên hỏi nó có hủ hủ không? Chắc không đâu. Nhưng mà máy vô đây chết á. Ồ, mấy người, mọi người coi cái ống nóng gì nè mọi người. Quay, quay để cho thấy. Mọi người, đây là mấy rải tuyết nha mọi người. Để mình thở cái ống nóng gì, tự nhiên nó rải tuyết ra ngay chân mình luôn. Lạnh quá, lạnh quá lạnh. Ồ, lạnh lắm luôn á. Nè. Mọi người, hồi nãy có là một số lỗi trục trặc về máy quay nên chị nó sẽ ra không sao đâu, mong mọi người thông cảm. Con nói bình thường nghe được mà. Lạnh không? Đã. Rất là lạnh nha mọi người. Để ổ vậy, còn lạnh. Đi, đi ra ngoài lên trên trường nha. Hả? Trường thử không? Ba đứa con lên nó trượt xuống. Ba mới lạnh nè, ba đã có quần nè. Chui ra đây nè.
ướt hết mông. Thấm nước rồi đó, thấm nước rồi lạnh đó. Đó thấm lạnh lạnh. Quay xong rồi vừa quay. Đây. Thôi, ướt hết rồi. Con luôn. Rồi, ra đây, ngồi ra đây. Có quay không vậy? Có. Có một. Đang chạy ra. Lạnh bèo luôn á, đừng có lắc. Lạnh lắm luôn á. Đừng có lắc. Lạnh lắm luôn á. Lắc là không thấy đâu. Lạnh lắm luôn á. Lắc thì xem là cứ lắc đầu theo luôn á. Lạnh lắm luôn. Đây đỏ ké rồi nè. Đây đỏ lắm rồi nè mọi người. Đỏ. Cái này cho chơi thoải mái chứ. Thứ nhất là không có gì nhiều để chơi. Thứ hai nữa không thể chơi được lâu. Mà hồi là lạnh. Lạnh cống luôn. Nhưng mà ra vô được. Anh ra ngoài nó lại ấm rồi. Anh ấm lên vô được. Nhưng mà chơi ra vô. Ở đây nó làm nó đẹp quá ha. Nhưng mà nó cái khuôn nó ít quá. Nó nhỏ quá. Hay vậy. Mọi người cắt cái đi mình nó nha mọi người. Để đâu cái cát này chưa? Hả? Cái kia, ở kia đẹp kìa. Ở đâu? Đó. Ok. Mọi người nhớ là con dài nha, không là lạnh cống luôn á. Quá hay chưa? Không lên chơi đi, nhưng mà con số là nó đang lạnh lạnh vô tại như là rất là mịn nha mọi người. Tiếp rồi này nha mọi người, có thể lại gần xíu được quá. Đi. Quay, tám con lại gần xíu. Cái này xà bông.
bóp nó chặt chặt rồi nó mới dính. Đi trượt tuyết kìa. Ghê. Chạy lên né kìa. Nặng quá là chạy xuống ra đây luôn. Áo này thôi chụp hình nè, mua rồi chơi cho đứt chơi xúc huyết nè, thay vì xúc cát thì xúc huyết. Con quay ở trên trượt xuống không? Hả? Là con ngồi con ôm này luôn. Hả? Con ôm cả dây ôm cả này trượt luôn. Cũng được. À. Nó dính cái màu văn dúng cái này nhiều lắm á. Cái con tự sướng là bây giờ mình trượt nè, bắt đầu cầm quay ra. Đó. Thì trượt nên là cầm này, trượt xuống luôn, cầm cả dây luôn. Lên trượt sát đi. Cầm lên. Em trượt nha mọi người. Thank you.
chuẩn bị chờ nha mọi người. Giật đã không à? Dạ đã. Anh làm gì đấy? Bắt được rồi. Hả? Mấy cái này nè, mới nè. Hồi nãy mới xịt qua đó. Đây nè. Đó, đang xịt nè, nó mới sạch. Đã quá ha. Bên bên kia đóng quần cá, tàn tải. Tương sướng mà nghe này. Dơ quá à. Ở dưới là dơ lắm á. Nó tới đáy rồi đó. Đó. Để đây nè. Rớt nè. Hey. À. Phát hiện rồi, mình lại. Ta hết sức luôn. Phỏng vấn cảm giác con. How you feel? Dạ. Yeah.
do you feel? Feel tired. Oh. I don't feel so good. Người ta thì trượt xuống, Thành thì bò lên. Cố lên này, xong rồi nhìn ghê ra. Rồi tự quay tự sướng thì báo cáo đi rồi. Bây giờ mình nói nè, mình quay trở lại rồi, nhưng mà mình nghĩ là cũng hết cái gì chơi à. Mình nghĩ là mình sẽ đi về. Ăn kem mồm. Ăn kem mồm. À, cái này ngoài kia. Con ăn kem. Ăn kem kem chuối. Chuối hả? Ăn kem hành kem. Kem gấu. Kem gấu. Bạch trinh gấu. Trắng, đi. Trắng, màu trắng. Rồi. Ăn gì? Ăn cái màu. Gỡ luôn hai cái. Thôi. Hôm nay đi chơi gì đủ rồi, mình chuẩn bị đi về. Tạm biệt nha mọi người. Nhớ mấy mình cũng sắp hết mình rồi. Bye bye.